mình dòng máu anh hùng, dòng máu của biết bao thế hệ cha anh đã chiến đấu quên mình để bảo vệ bầu trời tổ quốc. Thế trận mới của lính canh trời hôm nay là điệp trùng những trận địa, tên lửa, radar, pháo cao xạ và những cánh bay với truyền thống huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi. Phần 3 của chương trình với tựa đề Cất cánh.